Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đã đến với kênh Minh Trần Cuộc Sống Vùng Quê Mỹ. Hôm nay mình sẽ đi thu hoạch lá tía tô để mình làm trà các bạn. Thì có em gái, em xin hạt của mình. Em nói chị ơi, chị cho em xin lá, còn hạt lá tía tô tím á, tím hai mặt á, thì chị cho em xin nha. Nó thấy thương lắm, gửi về cho mình á, cái gì nè. Chị cho em xin hạt tía tô tím nha. Các bạn cứ gửi hạt về cho mình, để gửi thư về cho mình đi, bì thư về cho mình đi, rồi các bạn dán tem sẵn. Các bạn ghi là các bạn xin cái gì đi thì mình sẽ gửi cho nó dễ ha. Thì cũng nhờ em gửi thư vậy đó, rồi cái mình mới nhớ ra. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái clip về tía tô cho các bạn nào muốn trồng tía tô thì dễ lắm. Đây là những cây tía tô mà mình trồng hồi năm ngoái á các bạn, rồi nó bay hạt á, nó mọc tùm lum trong vườn của mình vậy nè các bạn. Đó thì khi mà nó lên bông như vậy đó là mình đi thu hoạch hạt nè các bạn. Mà để dài chút nữa là hạt nó bung ra, nó bay tùm lum hết nha các bạn nha. Trồng một lần là có ăn mãi mãi luôn đó các bạn. Đó, mình là ở cái xứ lạnh, mùa này bắt đầu là vô mùa thu rồi, đầu cuối mùa hè rồi các bạn ơi. Tối lạnh rồi, ban ngày thì nó còn nóng nóng nhưng tối nó lạnh rồi. Thì em đó xin mình là tía tô tím hai mặt. Thì tía tô của mình là vậy nè các bạn, nó tím hai mặt luôn vậy nè các bạn ơi. Các bạn thấy thích không? Đó, cho nên mình thấy quý lắm, mình giữ hạt lại để mình cho. Thì sẵn đây thì mình làm cái video vậy luôn cho các bạn coi ha. Đó, mình cái này là tía tô mọc rài của mình đó các bạn. Tức là nó mọc rồi mình tiết á, mình không có nhổ bỏ, mình để vậy rồi mình ăn. Rồi giờ nó lên cây thì mình sẽ đi thu hoạch nó để mình làm trà các bạn mình uống. Tại cái tía tô này á, nó sẽ giúp cho mình tăng đề kháng á các bạn. Đó, và các bạn coi dưa chuột của mình nè. Mình tưới kiểu này nè các bạn, mình không có thời gian á. Ở nhà thì mình cứ mở vậy đó rồi mình đi làm công việc, lát quay lại thì mình sẽ dời nó qua chỗ gốc khác. Thì như vậy nó sẽ tiết kiệm nước, mà cây dưa chuột của mình cũng đầy đủ nước nữa. Các bạn nghe coi nè, dưa chuột của mình thấy mê không nè. Thôi bây giờ mình thu hoạch nha các bạn nha. Các bạn thu hoạch dưa chuột của mình xong rồi một lát mình đi thu hoạch tía tô sao ha. Đó, mình tưới nhỏ giọt theo kiểu của mình á. Tại vì mình không có thời gian, mà đất mình rộng nữa, mình chưa có làm được hệ thống tưới nhỏ giọt. Tại vì mình chưa có điều kiện các bạn ơi. Nói thì nói mình chưa có điều kiện. Đây mình sẽ hái những cái dưa chuột của mình nè. Các bạn ơi, thu hoạch dưa chuột với mình nhé. Trước khi mình thu hoạch tía tô thì mình thu hoạch dưa chuột đi. Chiều nay mình sẽ bắt anh xã mình chở mình lên chùa để mình cho, chứ nhiều quá mình ăn không có hết. Hai anh. Alo em. Dạ em nghe. Em làm gì? Em đang hái dưa chuột nhiều quá. Dưa chuột trái nhiều quá mình ơi, chín nhiều lắm rồi. Chiều nay mình về. Chiều nay đi về ghi xuống chùa luôn nha. Tại vì em hái dưa chuột rồi nè, đem xuống biếu thầy. Hai không các bạn? Đục. Thì anh cứ gọi đi. Em thì em hái rồi đó. Không đi thì bỏ tủ lạnh thì mai mốt đi, nhưng mà em phải hái tại vì nó nhiều lắm rồi mình ơi. Một giây ra mà nó quá trời trái luôn nè. Mình ăn non non cho nó ngon. Với lại mình không có tưới đủ nước á mình. Nó bị eo eo ngắn rồi. Thì mình tưới nhiều nhưng mà ý em nói dưa của mình á, nó nhiều trái quá. Nó cần nhiều nước. Có cái đồng cắt lộn dây không rồi. Thiệt cắt lộn thiệt rồi. Trái này bự quá các bạn ha. Đó, có chút xíu vậy thôi, có một giây thôi đó các bạn, mà quá chừng trái luôn ha muốn các bạn. Đây trái này nữa, trái này nó nhỏ nhưng mà
Còn ngon, để đây đây đi. Đang làm gì đó hả? Dạ. Ok, thôi làm đi. Dạ. Ui trời ơi, nó mắc kẹt trong này nữa. Ui, nó vô đây rồi, nó mắc kẹt luôn rồi. Ai da. Trời ơi, nó vô, nó mắc kẹt trong hàng rào luôn rồi các bạn ơi. Ui, 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 ui. Rồi, phải qua bên này gỡ mới được. Nó vô, nó chui trong này. Ui, nó mắc kẹt. Thương không các bạn ơi? Ây, nó kẹt trong cái hàng rào rồi. Ra rồi, được rồi. Wow. Đó các bạn coi nè. Nó bự như vậy nè, nó chui qua hàng rào, nó nằm nó kẹt. Làm mình kéo nó ra nó lủng hình lỗ rồi. Đó. Có một dây dưa chuột thôi các bạn ơi mà hái được nhiêu đây rồi nè. Các bạn thấy mê không nè? Đó. Thích rồi các bạn ha, mình trồng có một dây thôi đó các bạn. Mỗi mắt một trái cho nên nó ra nhiều trái lắm. Bây giờ mình đi ra đám tía tô của mình ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình đến cái đám tía tô của mình rồi. Các bạn ơi, các bạn hãy coi nha. Mình chỉ cho các bạn coi cách để chúng ta thu hoạch hạt tía tô nè. Không bị mất hạt á các bạn. Tại vì khi mà chúng ta để nó khô quá đó là chúng ta sẽ không thu hoạch được hạt đâu. Tại vì nó sẽ bay. Khi mà cái bông tía tô ha, mà nó khô phân nửa như vậy á là chúng ta thu hoạch được rồi. Nếu mà chúng ta đợi cho nó khô hết luôn á là không bao giờ chúng ta thu hoạch được hạt đâu. Những hạt này nó sẽ bay, nó tự bay các bạn. Ở trong này nè, nó có hạt trong này nè. Đó, khi mà chúng ta đụng tới á là nó bay. Nó bay vì vậy cho nên trồng tía tô một lần có ăn mãi mãi là lý do đó đó các bạn. Cái hạt nó tự bay nè. Nó nổ nó tách ra nó đi các bạn. Nó rớt à. Cho nên giờ chúng ta hái ha. Mình sẽ dùng những cái bao như thế này, mình bỏ vào trong này. Mình không dùng cái gốc, cái rễ của cây tía tô. Tại vì mình không cần. Chứ các bạn biết không, cây gốc tía tô, cái rễ nó cũng là một bài thuốc á các bạn. Chúng ta phải nhẹ tay nha các bạn. Tại vì nếu mà chúng ta làm mạnh á, cái hạt nó văng hết à. Sang năm là chỗ này mình có một đám tía tô luôn á. Này, mình không lấy hạt nhưng mà mình lấy luôn cái làm trà cho nên mình cũng khai thác luôn. Cuối mùa rồi cho nên mình không có để được. Không phải cuối mùa gì mà tại vì bên mình bây giờ là vô mùa thu rồi các bạn, lạnh rồi. Blackberry. Lạnh rồi, mình không để được. Rồi cho nó bay cái hạt trong này lên. Mình có hạt. Hạt nó nằm trong đó đó các bạn. Nhà mình tía tô gì cũng có hết á. Tía tô tím, tía tô trắng, tía tô xanh á các bạn, cũng có nữa. Mình chủ yếu là để giống tía tô tím. Tại vì nó đẹp.
đụng tới là nó bay díu díu, bay đụng nó nghe bóc bóc luôn á các bạn. Hạt của nó đó. Rồi, mình đã hái hết đám tía tô của mình rồi. Các bạn biết không, mình làm như vậy á, để mình lấy hạt nha các bạn. Đó, mình sẽ vũ hạt cho nó rớt ở trong này nè. Mình đập cho nó rớt á các bạn. Hạt nó sẽ nằm ở dưới gốc này nè. Rồi mình sẽ lấy cái thân của nó, mình cắt nhuyễn ra, mình phơi, mình làm trà. Đó, thì mình chia sẻ một chút xíu như vậy đó. Hy vọng các bạn coi video của mình thích và like, subscribe, ủng hộ mình ha. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong video sau.